Ngày nay, hoạt động săn bắn động vật hoang dã ở châu Phi thường được diễn ra hàng năm, điển hình là cuộc đi săn sư tử. Mặc dù có rất nhiều ý kiến trái chiều phản đối cuộc đi săn này, nhưng nó vẫn được thực hiện bởi những người thợ săn đến từ châu Âu và Mỹ. Ngay bây giờ, hãy cùng chúng tôi khám phá lý do tại sao người ta lại săn sư tử nhé! Những thợ săn đến từ Anh đã giúp nông dân châu Phi bảo vệ đàn gia súc khỏi sư tử bằng cách nào? Bạn có biết rằng, ở xung quanh những khu vực bảo tồn và vườn quốc gia ở châu Phi là những bộ lạc, nơi mà những người nông dân bản địa sống bằng nghề chăn nuôi gia súc. Tuy nhiên, môi trường sống có quá nhiều động vật hoang dã đã khiến cuộc sống của họ gặp vô số các rắc rối. Vấn đề nghiêm trọng nhất là tình trạng sư tử săn gia súc làm con mồi. Do đó, việc kiểm soát sư tử trong môi trường hoang dã ở châu Phi cũng là một biện pháp giúp nông dân loại bỏ những yếu tố nguy hiểm xung quanh cuộc sống của họ. Quá trình săn sư tử ở châu Phi được thực hiện bởi những người thợ săn có kinh nghiệm đến từ châu Âu hoặc Mỹ. Họ tham dự các chuyến săn bắn hợp pháp và được tổ chức với quy mô lớn. Để săn bắn an toàn và hợp pháp, thợ săn cần được cung cấp tất cả các giấy phép cần thiết và tuân thủ các quy định do cơ quan quản lý động vật hoang dã địa phương đặt ra. Các thợ săn đến từ Anh thường chưa quen với các khu vực ở châu Phi, vì vậy họ cần những người hướng dẫn là thợ săn có kinh nghiệm lâu năm. Đây cũng là yếu tố cần thiết cho một cuộc săn sư tử thành công. Họ cung cấp chuyên môn trong việc theo dõi và hiểu hành vi của sư tử. Thợ săn cũng cần thiết bị phù hợp, bao gồm súng trường cỡ nòng lớn được thiết kế để hạ gục các loài thú lớn và nguy hiểm. Cuộc đi săn thường được bắt đầu bằng việc theo dõi sư tử, có thể tìm kiếm bằng dấu chân hoặc phân của chúng còn lại trên đất. Sư tử thường được tìm thấy trong môi trường sống tự nhiên của chúng, chẳng hạn như thảo nguyên hoặc khu vực gần nguồn nước. Trong một số cuộc săn, thợ săn có thể sử dụng mồi nhử bằng một vài miếng thịt hoặc xác của một động vật ăn cỏ khác. Với phương pháp này, có thể thu hút những con sư tử lại gần. Tuy nhiên, phương pháp này đòi hỏi sự kiên nhẫn và hiểu biết sâu sắc về hành vi của sư tử. Sư tử là loài săn mồi nguy hiểm và một con sư tử bị thương có thể trở nên đặc biệt hung dữ. Người thợ săn phải sẵn sàng bắn chính xác để đảm bảo giết chết nhanh chóng và nhân đạo. Khoảng cách săn bắn để hạ gục sư tử an toàn và hiệu quả nhất từ 150 đến 200 mét, không chỉ an toàn cho thợ săn mà còn dễ dàng hạ gục được sư tử. Bạn có thắc mắc, sư tử sau khi săn được sẽ được xử lý như thế nào không? Chúng thường được chế biến thành chiến lợi phẩm và thịt thường được phân phối cho cộng đồng địa phương, đặc biệt là ở những khu vực mà thịt rừng là nguồn thực phẩm truyền thống.
Săn sư tử là một trong những hoạt động gây tranh cãi nhất hiện nay trong vấn đề bảo tồn động vật hoang dã. Những người ủng hộ việc săn sư tử có quy định cho rằng việc săn sư tử có thể góp phần bảo tồn bằng cách cung cấp các ưu đãi tài chính để duy trì môi trường sống và quần thể sư tử. Họ cho rằng các hoạt động săn bắn được quản lý tốt có thể đảm bảo rằng chỉ những con được già, không sinh sản mới bị nhắm tới. Điều này sẽ giảm thiểu tác động đến toàn bộ quần thể. Tuy nhiên, những người chỉ trích lại cho rằng săn bắn góp phần làm suy giảm quần thể sư tử, đặc biệt là khi không được quản lý đúng cách. Họ cũng đặt câu hỏi về những tác động về mặt đạo đức của việc giết sư tử để phục vụ mục đích thể thao, cho rằng hành động này trái ngược với các mục tiêu bảo tồn hiện đại, ưu tiên bảo vệ động vật hoang dã. Thế nhưng, ít ai quan tâm rằng việc tiêu diệt sư tử sẽ có lợi ích như thế nào đối với cộng đồng nông dân châu Phi. Sư tử là loài săn mồi đỉnh cao và gia súc là mục tiêu dễ dàng của chúng, đặc biệt là vào ban đêm. Chúng có thể tấn công đàn gia súc, giết chết nhiều con vật chỉ trong một đêm. Điều này dẫn đến thiệt hại kinh tế ngay lập tức và đôi khi là đáng kể cho người chăn nuôi. Ngay cả khi sư tử chỉ giết một vài con, sự gián đoạn này cũng có thể khiến gia súc chạy tán loạn, khiến chúng dễ bị các loài săn mồi khác tấn công và khó quản lý hơn đối với người chăn nuôi. Ngoài việc săn mồi, sư tử còn là nguyên nhân trực tiếp gây ra tình trạng căng thẳng cho gia súc, dẫn đến việc thay đổi hành vi như gặm cỏ và di chuyển. Gia súc bị căng thẳng sẽ sản xuất ít sữa hơn và chậm phát triển hơn, ảnh hưởng đến năng suất của đàn. Sư tử còn đặc biệt nguy hiểm đối với những con bê được làm giống ở trong đàn, chúng dễ bị sư tử săn mồi nhất. Việc mất bê con không chỉ ảnh hưởng đến quy mô đàn ngay lập tức mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển và tính bền vững trong tương lai của trang trại. Từ xa xưa, Úc đã nổi tiếng với những loài động vật hoang dã không phải bản địa. Các loài gia súc được du nhập từ châu Âu hoặc châu Á, nhưng sau hàng thập kỷ sống ngoài tự nhiên đã hình thành quần thể gia súc hoang dã lớn nhất thế giới. Vậy, nông dân Úc đã làm gì để kiểm soát hàng triệu con gia súc hoang dã? Hãy cùng chúng tôi khám phá nhé! Nông dân Úc đối phó với hàng triệu con bò hoang như thế nào? Tại các khu vực trên thế giới, bò là vật nuôi chính để phát triển kinh tế tại các khu vực nông thôn. Tuy nhiên, tại Úc, chúng lại là loại được phép săn bắn hợp pháp và được chính phủ Úc khuyến khích tiêu diệt. Quần thể bò hoang dã ở Úc thường được gọi là Scrub Bulls. Chúng nổi tiếng ở miền Bắc Úc với cặp sừng khổng lồ trên đầu và khối lượng cơ thể của chúng có thể lên tới 1.200 kg. Đây là loài gia súc hoang dã có nguồn gốc từ những con bò trốn thoát khỏi trang trại vào những ngày đầu định cư cách đây 100 năm. Các cuộc đi săn ở Scrub Bulls thường được diễn ra quanh năm và không bị giới hạn số lượng. Vì những con bò có kích thước lớn nên thợ săn thường tổ chức cuộc đi săn theo nhóm để đảm bảo an toàn. Vũ khí săn bò hoang chủ yếu được sử dụng là loại súng trường cỡ lớn, không chỉ có tầm bắn xa mà còn có cỡ nòng tốt, mạnh từ 308 trở lên. Khi bắn sẽ tạo ra lực lớn để có thể hạ gục một con bò khổng lồ.
Những con bò hoang vốn dĩ có bản tính hung dữ và có nguy cơ gây ra mối nguy hiểm đối với con người. Do đó, để săn loài động vật này, nông dân Úc cần có kinh nghiệm và được hướng dẫn các kỹ năng đi săn. Bên cạnh đó, khoảng cách an toàn cũng cần được đảm bảo nếu bạn không muốn bị một con bò hoang tấn công. Cặp sừng của chúng có thể dài khoảng 35cm và rất sắc nhọn. Chúng hoàn toàn có thể tấn công thợ săn trước khi thợ săn kịp nổ súng. Khoảng cách an toàn khi đi săn bò được có thể từ 100 đến 150m, vị trí kín đáo và không có tiếng ồn. Khi nổ súng, thợ săn thường có xu hướng ngắm bắn vào đầu để hạ gục con bò hoang. Tuy nhiên, có thể ngắm bắn vào vị trí phổi sẽ dễ dàng tiêu diệt được con vật hơn. Ngoài phương pháp săn bắn, nông dân Úc còn bắt số lượng lớn bò hoang và thuần hóa chúng thành vật nuôi trang trại. Các trại chăn nuôi muốn giữ lại những con bò đực được chọn lọc để phục vụ cho các chương trình nhân giống được quản lý của họ. Bò đực Scrub bị bắt thường là những con đực mới trưởng thành và dễ dàng thuần hóa hơn. Để thuần hóa số lượng lớn bò hoang, nông dân Úc thường chuẩn bị những phương tiện cơ giới hóa như trực thăng để dồn chúng vào một điểm và những chiếc xe tải lớn sẽ bắt được những con bò một cách an toàn. Đối với nhiều người, đây là công việc hết sức nguy hiểm, nhưng với một số nông dân ở Bắc Úc thì đó là một công việc và đam mê. Thực chất công việc rất vất vả vì bò hoang không chỉ có số lượng lớn mà còn rất hung dữ. Theo báo cáo, đã có người bị thiệt mạng do bò hoang tấn công, vì vậy không phải bất kỳ ai cũng làm được công việc này. Mỗi ngày, có hàng nghìn con bò bị bắt giữ và đưa về trang trại. Theo thống kê, mỗi năm có khoảng 500.000 con bò hoang dã trở thành gia súc được quản lý bên trong trang trại. Vậy, quần thể bò hoang gây ra vấn đề gì khiến nông dân Úc phải kiểm soát chúng? Quần thể bò hoang ngày càng gia tăng đã khiến các vùng đồng cỏ bị cạn kiệt, ảnh hưởng đến quá trình chăn thả đàn gia súc của người nông dân. Bò hoang trở thành loài cạnh tranh với đàn gia súc trang trại và nhiều loài ăn cỏ bản địa khác. Ngoài ra, quần thể bò hoang cũng được báo cáo là gây ra nhiều vấn đề như phá hoại mùa màng, ảnh hưởng đến quá trình thu hoạch nông sản của người nông dân. Đặc biệt, những cư dân sinh sống cạnh các khu vực hoang dã, họ thường gặp rắc rối với quần thể bò hoang khi chúng tấn công vào trang trại. Vì kích thước to lớn nên sức phá hoại của bò hoang tương đối nghiêm trọng, chúng có thể giẫm đạp và phá hoại hàng trăm mẫu anh cây nông nghiệp và lương thực, khiến nông dân bị thiệt hại nặng nề. Không những vậy, bò hoang còn nguy hiểm khi tấn công con người và gia súc trong trang trại. Mỗi năm, có hơn 100 nông dân Úc bị thương khi bò hoang tấn công và đã có ghi nhận trường hợp bị tử vong. Bò hoang còn là nguyên nhân gây ra các vụ phá hoại hàng rào trong trang trại và ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế trong trang trại. Bò hoang hung dữ và nguy hiểm nên các chủ trang trại muốn kiểm soát và tiêu diệt chúng. Vì có kích thước lớn nên mỗi con bò hoang Úc có thể cung cấp hàng trăm kg thịt phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu. Những con bò hoang sau khi săn thường vận chuyển đến cơ sở chế biến. Tại đây, chúng thường được chế biến dưới dạng thịt lạ và đóng gói khác biệt so với đàn bò nuôi trong trang trại để người tiêu dùng có thể dễ dàng phân biệt được nguồn gốc của các sản phẩm thịt bò.
Những năm gần đây, sản lượng xuất khẩu thịt bò ở Úc tăng trưởng nhanh, thị trường xuất khẩu chủ yếu sang các nước như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Hàn Quốc. Kim ngạch xuất khẩu thịt bò Úc đạt 17 tỷ USD mỗi năm và là một trong những hoạt động kinh tế chính của khu vực. Trong đó có một phần là các sản phẩm thịt lạ hay thịt thú rừng như thịt chuột túi, thịt lạc đà và thịt bò hoang dã. Chính vì vậy, các hoạt động săn bắt bò hoang không chỉ kiểm soát chúng mà còn phục vụ mục đích thương mại.